thể giới thiệu cho con xem cái xe của chú một chút được không? Hả? Để chú ra đây giới thiệu cho con xem cái xe của mình một chút. Xe đạp gì không? Đây hả? Đây là cái đồ chú lượm đây hả? Đây này. Sáng giờ sao đi lượm được ít thế? Dạ bán rồi. Giờ lượm nãy giờ giờ tôi chỉnh cái đông nè. Đá nè, thấy không? Đá xe con búa mình làm đá. Ủa? Đá làm gì? Đắp. Đắp luôn. Cho con mép này hả? Xe đồ. Những cái đồ để làm nón á. Là cái gì? Để có ú. Ủa? Mấy hộp làm nón là cái gì chú đâu cho con xem nào? Nè. Ồ, chú cất kỹ thế. Trời ơi, đồ cắt chứ, thấy không? Ồ. Thấy không? Thấy chưa? Ồ, vàng bạc cái này là mấy cái... tròn. Cái kiểu như hạt cường chú đính lên nó này đúng không? Ừ, hạt tròn. Đúng không? Wow. Nè. Hiểu không? Cái này chú lấy ở đâu vậy? Lượm nè. Lượm, không biết là mình... Mấy cái dép mà phụ nữ là nó bỏ, mình cắt mình lượm. Rồi mình gắn vô, cắt vô từ. Đó. Thôi. Bán con cái này đi. Hả? Bán con nhá. Cái này là không bán được. Thôi bán đi. Nó không bán được. Bán luôn hả? Dù cho đói khổ không bán. Thà mình làm tặng người ta. Vâng. Thấy không? Dạ. Mình làm tặng người ta. Dạ. Đó. Đó cái nãy giờ chú đem cho đừng những đồ hạt đầy đủ chưa? Vâng. Chú dành kiếm được hai món nữa thôi là tôi lên cái món này. Vâng. Kiếm được hai cái ý này. Hai cái dành đàn áo trắng xe đáp cho mình à. Bây giờ chú có tính là mua thêm bộ đồ nó mặc vào cho con giống vua không hả? Chú có tính mua bộ đồ nó mặc vào cho giống vua không? Đồ nó ai mà bán, trời chứ vô miếu lấy thôi. Vô miếu mỏng mặc á mình lấy. chú thử mặc bao giờ chưa? Rồi nó rộng quá. Cái miếu mà để ngày rằm nó múa rồi đó. Thôi bây giờ chú đặt thêm bộ đấy đi, chú mặc cho nó độc lạ chứ. Cho nó độc lạ. Tại vì cái nón này đã độc rồi, nhưng bây giờ phải thêm bộ đồ nữa. Thì chú ra ngoài đường có nhiều người nói là chú khùng chưa? Này chọc quá, cái ông khùng. À mà ông khùng mà thấy mà nói trời ơi, ổng dễ thương lắm á, thiệt. Để chú đi đâu? Mấy người trên Bình Dương, BDB, không? Hỏi ông, hỏi chú, chưa bao giờ ta ghét chú. Cả luôn phường đội, ủy ban, công an, chú sống chưa hề nào ta ghét chú. Dạ. Phui thủi chứ đi ngủ lắm. Tối về ngủ. Vâng. Sáng mình đi. À. Nhưng mà chú ấy là chú làm công việc gì vậy? Chú làm cái nghề gì đấy? Đấy, đụng với trai. Đụng với trai hả? Cái này là chỉ bản thân mình sống tự do. Không ai nói nặng nói nhẹ mình. Vâng. Chú đã từng đi làm thuê rồi con. Dạ. Phù hồ này nha. Ha. Bán trà đá nha. Vâng. Ha. Rồi giặt đồ cho gái mẹ dâm nữa nha. Có luôn hả? Có, cũng đợi chú hồi xíu mà. Ha, giặt đồ nha. Rồi cái gì nữa? Mình không có làm bằng chủ mình. Vào chùa nha. Cho biết chùa Hằng Pháp không? Dạ con biết. Biết không? Bác Môn biết không? Dạ con biết. Ngày xưa chú ở trong đó làm công quả nha. Không bao giờ là con nghĩ rằng chắc làm công quả sung sướng nữa. Không có nghe con. Con làm công quả con phải 3 giờ, canh 3 là con phải thức. Canh 3 phải thức. Vâng. Là phải lao chùa bằng thiên. Lặt rau. Dạ. Quét sân. À. Rồi, cũng 2 năm mấy. Cuối cùng, chú sẽ chọn con đường chú đi. Vâng. Chú lượm ve chai. Mình thích, lượm nhiều thì ăn nhiều. Lượm ít, mình ăn ít. Thấy không? Dạ. À, ai nói mình đâu. Vậy chú rồi chùa Hoàng Pháp bao nhiêu năm rồi? Chú bắt đầu gần 2 năm. Gần 2 năm là chú đi làm lượm ve chai này cũng 2 bắt đầu rồi. Chú đi về Hoàng Pháp thì chú nghỉ là năm 1800 mấy rồi. 800 mấy rồi. Chú nghỉ. Chú không đi. Chú không mở nữa. Đã ở chùa Hoàng Pháp hả? 1800 bao nhiêu? 83. 1983. 1983. Hả? Rồi xong bắt đầu là... Chú đi. Rồi sau đó chúng làm công việc gì? Trời ơi, tùm lum hết trơn á. À. Phụ hồ có
ha, rồi lơ xe cũng có. Vâng. Rồi rửa rửa xe. Vâng. Cái gì chú đã làm hết trơn là bởi vì chú đã chịu đựng khổ nhiều rồi. Dạ. Và bây giờ chú chọn một chọn cho con đường con đường cuối cùng đó là lượm ve chai. Lượm ve chai là đường tự do. Vâng, lượm ve chai mà rất là đặc biệt. Nhưng mà lượm ve chai nhưng mà không lượm chai chứ lượm lon. Vâng. Thấy không? Người ta lượm chai, lượm giấy thì người ta có gia đình ở phòng trọ. Còn chú thì lượm lon nó nhẹ hơn. Bán thì nó có tiền hơn mà rất là nhẹ. À. Chú cái thùng chứ đi vậy không ai biết chú lượm ve chai đúng không? Vâng. Phải không? Không ai biết chú lượm ve chai hết. Nhưng mà người ta mình đi quen rồi thì biết là ông già lượm ve chai. Thắng lại lượm được cái lon bỏ vô. Người ta uống văng mà được. Không mắc cỡ. Vâng. Vẫn lượm. Một cái bánh con ăn bỏ chứ vẫn lượm. Dạ. Chú vẫn ăn. Không chết đâu. Vâng. Người ta ăn được mình ăn được. Vậy là chú làm nghề chính là lượm ve chai. À. Còn làm gì thêm nữa không? Hết rồi. Thế giờ luôn ấy. Vâng. Dạ chuẩn bị ra chân mày là ra nghề là làm lông mão hả? Nếu mà chú đầy đủ chú làm chú tặng người ta chứ không bán. Vâng. Tại vì người ta thích. Thế hả? Đúng không? Người ta thích. Đó chú đã đưa con coi thấy không? Một kiên chú nục lên một cái nón rồi. Rất là khó khăn. Lên phải đẹp. Thử đèn rồi thử ánh nắng. Thấy không? Thử ánh nắng đèn rồi nó có đẹp hào quang hay không? Yeah. Thì mình mới gắn vô được. Vâng. Đúng không? Rồi chú kỷ niệm không? Cái nón này được không? Đúng rồi, không được rồi. Hả? Không được. Sao vậy? Cái này chứ một viết một cái này thôi à. Thì con đặt hàng chú làm cái. Ừ, chú sẽ làm cái dịp nào á. Có thể là lâu lâu á, mấy tháng á, con gọi chú. Vâng. Chú cho một bé gái một cái nón rồi, cũng lâu cũng rồi. Vâng. Nhưng mà nó đồ gấp quá, chứ làm nó chưa tỉ mỉ. Dạ. Một cái nón như này chú làm trong vòng khoảng bao lâu hả chú? Cái nón này hả? Vâng. Chú làm này nếu mà trong vòng tháng à, một tháng là được cái nón như này. Ờ, giờ bây giờ chú làm cũng được vậy, nhưng mà nó không giống gì hết ngày thôi à. Vâng. Có hiểu không? Chú định để bốn chữ ở trên nón đó thì may sẽ ra sao, thấy không? Bốn chữ may sẽ ra sao, biết mình may ông trời sẽ ra sao không? Vâng. Phải không? Với bốn chữ không biết là bây giờ các cháu là ngày mai mình sẽ ra sao đây, thánh mình sẽ ra sao, phải không? Thì cuộc đời chú là viết bốn chữ thôi, rồi sẽ về đâu rồi? Nói nghe chú gặp mãi rồi, thấy không? Chú gặp dường kỳ kháng chiến. Chắc là chú thích coi phim Trung Quốc lắm hả? Hả? Chú thích coi không, phim Trung Quốc không hả? À, tại vì con nghĩ rằng chú sẽ lấy cái cảm hứng từ cái nón của vua chúa gì đó. Cái này là thời vua Càn Long. Vâng. Phải không? Dạ. Nhưng Càn Long chưa chắc được bằng nón này. À. Chú vô chùa, vô cái hình là mão của ông Văn Thế Bình. Chú Văn Thế Bình không? Dạ. Của mình là Văn Công á. Vâng. Chú thấy cái mão này có vẻ là chú sẽ làm những mão này nhưng mà đẹp hơn ông Văn Bình. Làm phải đẹp hơn. Vâng. Còn vua Càn Long là phải đẹp, làm đẹp hơn vua Càn Long. Phải làm. Còn làm không đẹp ta chê bỏ. Vâng. Ừ. Đây làm chú chỉ có cái nón này thôi, ví dụ như đặt hàng làm cái dép hay là cái gì khác không, chú không làm được. À. Tại vì mình cái mốt bảo hiểm nó dễ làm thôi. Vậy bây giờ là nhà chú không có nhà cửa thì luôn à? Không. Thì cháu muốn gặp dễ lắm, tối mà bữa nào cái rảnh tụi cháu đi vòng 8 giờ 9 giờ lên cái đường Hòa Lân gặp chú. Lên đâu? Cái đường Hòa Lân á. Ngã tư Hòa Lân hả? Thấy không? Hả? À, là chú ở đó hả? Ngủ ngoài em yên á. Ngay phòng khám của Quang Khang á. Không cần gì chú ghi dài dài cho hỏi nó sẽ ôm đồ mấy người buôn bán đồ á, hỏi ông già lượm dây chai á. Vâng. Có đóng á, ông vua á, ngủ lâu rồi nó chỉ á. Dạ là chú ngủ vỉa hè thôi. Ngủ nha, đó là cái công ty của người ta. Dạ. Hả? Thì chú không có vợ con gì luôn. Thôi, trời ơi, đã thân một mình là vợ con chứ. Bây giờ nếu mà chú cháu không có con gái muốn gả cho chú phải chí cốt vô thân. Yeah. Rồi con gái mình sẽ ra sao đây, ở gần này không có họ hàng không có gì hết, người chị thất lạc
trăm lẻ danh trăm lẻ thấy không? Nhưng mà chú thương người ta cùng hoàn cảnh với chú. Dù cho người ngang tuổi chú 60 cũng được, nhưng mà phải cùng hoàn cảnh với mình để là chia sẻ nhau. Mà lúc này đã sáu mấy mà vướng vào vợ rồi là khó đi, phải không? Con cũng muốn đâu được hết. Để con hỏi vui một chút nha, bây giờ chú lựa chọn là chú đi hay là bây giờ muốn có một cô vợ? Chú vẫn đi. Vẫn đi hả? Vẫn đi. À, lựa chọn đi chứ không lựa chọn vợ hả? Không. Dạ. Để em cùng mẹ Quan Âm đi. Đi hết đoạn đường. Khi nào mà chú đi không nổi nữa thì chú gửi mẹ vào chùa. Chùa cái trái nhận thôi. Thấy không? Chị đạp cùng chùa là chú đến thân lên là sẽ ủy ban công an. Giờ tôi yếu quá. Thôi các chú cũng rất hiểu hoàn cảnh tôi. Rồi các chú cho tôi vào trong cái trại dưỡng lão để tôi nương tựa đó. À, bây giờ cái ước mơ là mai mốt của chúng ta là chú vô một cái trại dưỡng lão. Đúng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Tôi chú ơi, sao mà mình không kiếm một cái phòng nào đó có thể là để làm chỗ đây chú nè, chú. Cái phòng trọ đó, công nhân á, ủy ban phường nha, vô ở phòng trọ đó, không lấy tiền chú, kỹ á. Vâng. Không tiền. Nhưng mà chú không muốn làm phiền. Tại vì cái biên mây mây đó, nhà trọ có dắt giờ nhà trọ 9 giờ trọ đóng cửa, rồi cái giờ đó giờ cái đi đây cái đây và tối khi cái về nào mất công nhà trọ ta thì có chắc ngủ công nhân rồi cái đi Cà Mau đi Buôn Mê đi Cà Mau thấy, luôn cái đi Cà Mau mấy lần đấy bố, chú đạp cái xe đi luôn đi đâu trời. Vậy là mình đi tới đâu mệt thì nghỉ ở đó, chú đạp ngủ đó thì cứ như mà cháu đi từ từ mà đi hoặc đi còn vẫn đi bộ chứ bộ. Cái đi cái đi như sao đi phải không, mình đi đâu lượm đó rồi đó. Ở đây về chứ phải 7 ngày dạ. 7 ngày còn về Buôn Mê thì 4 ngày, Buôn Mê Phan Thiết thì 6 ngày. Đúng rồi, chú cũng khỏe á. Mà năm nay chú nhiêu tuổi rồi? Sao bà 63 tuổi. À, chú 58 mà đạp xe, đạp xe mấy trăm km được hơn. Thì sáng giờ đọc tình trai vậy đó. Wow. Từ thành phố mới đó, từ lúc mình vui đó rồi mình đặt về dòng Mỹ An Phú rồi đạp xuống tới dòng Thủ Đức rồi đi qua cầu Sài Gòn rồi ngủ giấc chưa thấy không. Rồi đi bán rồi mình chịu đó, rồi chú là rượu đạp lên về mình đọc tóc đó. Là ngày nào chú cũng đi như thế luôn? Cái ở đây phải chú 3 ngày thì mới vô. Tại vì trong thành phố này họ lượm chai rất là nhiều. Họ lượm rất nhiều, tại vì thành phố mới á, ta ít cái lượm. Với xe công cây mưa rồi đi nắc nắc hiểu chú. Với quán xá người ta biết chú, người ta đưa cho lon chú. Nhiều khi nói người ta cho những cái chai chú vẫn lấy. Ta công ta cho mà mình lấy nhưng mà mình giấu chỗ đó. Còn những người đi chai á, mình kêu lại. Lại cho người ta. Ủa rồi sao chú không lấy? Chú chỉ lượm lon thôi. Lon nhôm, lon cà phê, lon coca, lon bia. Nó gọn, thùng nó đập nhẹ. Còn cái mũ nó bình bình phền sao không chở. Mà ừ, người hỏi con thấy là xe của chú đó là có để với mình là mẹ Quan Âm. Chú để như vậy bao lâu rồi? Hay là từ cái lúc mà chú làm công việc mà chú cái này là mẹ này theo chú là năm 92 theo từ năm 92 mươi hai mấy chục năm rồi. Ừ, 92 mà chú giữ tới giờ hả? Hả? Sao vẫn còn mới thế? Bên chùi. Dạ. Đi đâu mà chú cũng mang hả? Thì khi mà có đi bên chùi bằng dầu á, cái dầu ăn thua. Tại sao? Rớt mấy lần mà không bể mẹ, nó không ngã mẹ, cho mình tâm mình. Thấy không? Vâng. Như ta mình chừng nào mình cứ thấy giờ hình mẹ nó phai mờ quá. Dạ. Thì mình vào miếu mua làm gì? Thật không bao giờ mình mua. Vào miếu thỉnh mẹ trong đó, tìm mẹ khác bỏ vào. Hiểu chưa? Rồi mai mốt mà chú mất đi ấy, thì chú tính đưa mẹ đi đâu? Là vào cũng vô chùa, vô miếu. Chú gửi miếu xe này vào chùa. Vâng. Gửi cái chùa gửi mẹ Quan Âm vào chùa luôn thì phải chạp luôn
Dạ. Để đi cùng xe đạp và cái vào chùa luôn. Rồi. Rồi chú đến ngay ủy ban. Ủy ban cho nó ngủ á. Dạ. Rồi giờ đã hết nổi rồi. Giờ mình biết hiểu rồi. Dạ. Tại sao mà 3 tháng mấy trời cô biết cấm đường đi, chặn chốt mà chú vẫn đi? Chú vẫn đi trong cái đợt dịch đó luôn. Không ai cấm chú đi hết á. Chú ra phòng. Vâng. Nên chú hỏi trời ơi, ông già ơi, ông điên chi đã giờ có lo rồi cấm đường đi. Nhưng mà chú không sợ dịch bệnh hả? Không. Bệnh không phải là do trung tâm của chú nè, tâm của cháu nè. Bệnh là do trung tâm của cháu. Cháu phục sung suy nghĩ gì nữa. Chứ cháu có ăn ngủ khỏe, không nghĩ ngợi nữa thì làm sao bệnh, đúng không? Bệnh là do cái tư tưởng của cháu suy nghĩ nhiều quá, bỏ ăn bỏ uống. Vâng. À, cái này là cái bệnh chăng chứ không thể hỏi chú cho chuột không bao bệnh của chàng. Nó lạc lòng con người mình ăn được ngủ được là không ai cho bệnh. Tại sao những người đeo khẩu trang họ lại bị bệnh? Và bệnh là họ rầu lo suy nghĩ nhiều quá, bắt đầu đi suy nhược cơ thể, phải không? Chứ suy nhược thể là nó yếu rồi. Rồi trong suốt những cái tháng dịch bệnh như thế như vậy ấy, thì chú có được hỗ trợ gì không, hay là mình cứ đi lượm rồi mình bán mình có, lấy tiền ăn thôi? Ủy ban vẫn cho đồ, cho mì tôm và chịu thiện nữa, mấy người biết chú á, biết họ cho. Vâng. Cho đồ mình ngồi ăn á, nhưng mà chú lấy gì nấu? Vâng. Nấu giờ lấy đâu nấu đâu. Dạ. Nhiều quá thôi mình cho mấy đứa công nhân. Vâng. Mấy đứa công nhân trong nhà trọ đó thôi lấy cho chung mấy đứa. Dạ. Không? Vâng. Chú là bây giờ đang ngồi nghỉ ở đây đấy hả? À, chú là lại đi lượm tiếp. Rồi chuẩn bị đi tập từ lượm từ dài về tới An Phú. Vâng. Quân đoàn 4 là tối rồi. Không? Là hết một ngày rồi, rồi cuộc sống của chú thì chắc là sinh hoạt là bình thường, là chú tắm rửa ở đâu, ngủ về có hồ, chú có hồ cá, hồ cá tắm ở hồ luôn hả? Nó có nước cái phong tên cái công ty á, chủ á ta biết là chỉ chú con không phá nước cho ông xài hồ nước. À. Bên hồ cá bên đây là cái hồ nước ông xài giặt chủ đó vô nó mấy năm rồi, bởi vì sống để cho người ta thương, chết anh nhớ mà. Vâng. Cái chuyện hai cái thôi.